Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, vào trưa ngày thứ tư 7/12/2016 tại thành phố Garangon, miền Nam California, theo thông lệ năm nhằm tạo bầu khí Giáng sinh vui tươi cho những người lớn chậm phát triển, trung tâm đa văn hóa Westview, một cơ sở chăm lo cho những người khuyết tật, đã tổ chức tiệc Giáng sinh thật sinh động và nhộn nhịp của mùa lễ với những màn văn nghệ do những học viên của cơ sở trình diễn. Theo như lời của cô Angie Nguyễn, giám đốc trung tâm đa văn hóa cho biết, mục đích của chương trình phát quà Giáng sinh cho các em năm nay, tiệc Giáng sinh năm nay là mình tổ chức hàng năm để mời tất cả các vị phụ huynh, mời những người bảo trợ, tất cả những nơi các em làm việc thiện nguyện và những nơi các em đi làm việc có tiền, rồi những nhà bảo trợ để cùng đến đây và Regional Center để đến đây cùng chung vui tiệc với chúng tôi, và đồng thời nhìn thấy tất cả những cái sinh hoạt của các em trong suốt năm qua bằng những cái video clip mà chúng tôi đã quay lại trong suốt tất cả những sinh hoạt, và mục đích kế tiếp nữa là phát quà Giáng sinh cho các em. Trong buổi trưa hôm nay thì các em sẽ có ca vũ nhạc mà các em cũng đã luyện tập, mà các em rất là vui. Rất tiếc là vì thời giờ có hạn, vì mình phải tường trình những sinh hoạt của các em, cho nên chỉ có 6-7 tiết mục thôi, chứ còn thật ra thì các em còn nhiều tiết mục lắm. Nhưng mà mình chọn ra để các em sẽ biểu diễn cho tất cả các cha mẹ phụ huynh cùng xem. Cái khó khăn nhất của các em thì là cái chuyện tập vợt cho các em, tại vì các em dễ quên. Mình tập hôm nay rồi sáng lại ngày mai các em quên hết, phải tập lại từ đầu. Nhưng mà với cái sự kiên nhẫn và tình yêu rất là sâu đậm của những thầy cô giáo đối với các em, cho nên thầy cô giáo sẵn sàng kiên nhẫn, thành ra cái bài mà tất cả mọi người sẽ nhìn thấy các em biểu diễn trưa hôm nay, có những bài các em phải tập tới 3 tháng. Trước hết thì tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn tất cả những vị mạnh thường quân, những người yêu thương các em, có cha mẹ đã tin cậy và gửi con em đến để chúng tôi có dịp phục vụ. Và đồng thời tôi cũng ước mong gửi một lời nhắn đến tất cả các khán thính giả của đài SBTN là trong gia đình có ai là có con, là những người chậm phát triển, những người bị tự kỷ, những bị Down syndrome, thì xin liên lạc với chúng tôi, tại vì đây là cái cơ hội để cho các em được gia nhập và các em sẽ có những cái sinh hoạt để mình phát triển khả năng của các em, và đồng thời cho các em được vui sống như tất cả mọi người. Và xin liên lạc với chúng tôi là ở số 714-799-0211. Và chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu với quý vị, đây là một cái bàn mà trưng bày những sản phẩm của những thành viên trong cơ sở Westview. Xin chào chị. Dạ, xin chào anh. Chị cho quý khán giả biết quý danh. Dạ, tôi tên là Bích Trâm ạ. Bích Trâm. Dạ. Dạ, thưa chị, những cái sản phẩm mà được làm ra và trưng bày ở đây là do ai làm ra thưa chị? Dạ, trung tâm của chúng tôi đó mới có cái lớp về thủ công. Dạ. Thì các em mà giống như là chậm á, không có biết làm gì hết á, thì chúng tôi sẽ cho các em xếp. Thì như cái hình ở đây thì là các em xếp, xong rồi các em có biết nhiều hơn đó thì sẽ là dán những cái nốt như vậy vào trong cái thiệp. Rồi chúng tôi làm như vậy, mỗi cái box như vậy là 12 cái và để bán 5 đồng một hộp. Dạ. Thì nếu mà quý vị đồng hương mà có muốn giúp đỡ thì có thể mua dùm cho các em. Dạ. Ngoài ra bên này là có một cái mặt hàng về thủ công về vỏ sò, thì chúng tôi cho các em đi ra ngoài lượm vỏ sò về, xong rồi dán lại, rồi có những cái hình rất là hay như vậy. Dạ. Thưa chị, khi mà dán những cái vỏ sò mà lên một cái khung hình vuông như vậy đó, thì là mình có gợi ý cho các em xếp theo hình gì hay không? À dạ có ạ. Đó, cái hình về con bướm, rồi con rùa, rồi những cái hoa dại rất là đẹp. Dạ. Dạ, riêng cái hộp này thì chị nói rõ thêm là trong này có những gì. Dạ, trong đây có 12 cái thiệp và 12 cái envelope, 12 cái bao thư đó. Rồi nó có cái đồ dán như vậy, thì khi mà mình ghi xong rồi mình bỏ vào envelope và mình dán lại và gửi đi. Dạ. À, thưa chị, đối với những người chúng ta đã nói là người chậm phát triển, thì khi mà hướng dẫn những người lớn mà chậm phát triển làm những cái công tác công việc mà thủ công như vậy đó,
thì có những cái điều gì khó khăn trong lúc mà hướng dẫn? Dạ, các em rất là thích, là tại vì thấy màu sắc á, nó cũng làm cho các em vui, rồi tay chân hoạt động thì các em cũng rất là thích. Và chúng tôi thì thấy chia ra những cái công việc nhẹ nhàng hơn thì cho mấy em chậm, rồi còn các em nào mà lanh hơn một chút á, thì mình cho làm công việc khó hơn. Dạ, và các em có thể cắt được và dán được, có những em rất là giỏi. Dạ. Thưa chị, cái lớp mà dạy thủ công này thì mới đây hay là đã lâu rồi? Dạ, mới được thành lập đây. Dạ. Ngoài cái lớp thủ công ra, không biết là trong trung tâm Westview có dạy cho các em biết thêm những điều gì nữa? Dạ, các em sau khi lớp thủ công thì các em ngồi tập viết A, B, C tùy theo trình độ, rồi tập làm toán, rồi tập nói chuyện tiếng Anh với nhau. Dạ. Dạ, thưa chị, cái lớp thủ công này sau một thời gian chị hướng dẫn các em làm đó, thì chị thấy ngoài những cái hình tượng hay là những cái gì mình lập đi lập lại thì có sáng, các em có tự sáng tác ra những cái gì mới hay không? Dạ có. Dạ. Mà các em nó có những cái sở thích riêng, xong rồi nó làm theo ý của nó. Dạ. Mình chỉ nhiều khi các em có những cái tư tưởng rất là hay. Dạ. Dạ. Và nói chuyện cũng nhiều câu cũng làm cho mình bật cười, rất là vui. Dạ. Các em rất dễ thương. Dạ. Thế chị, sau một thời gian chị hướng dẫn các em rồi thì cái tình cảm, cái sự suy nghĩ của chị về các em như thế nào? Ồ, dạ, tôi rất là thương các em. Dạ. Các em rất là thành thật với cái tình cảm của mình, cho nên là các em bày tỏ nhiều khi mình rất là quý những cái tấm tình đó. Dạ. Những cái tình cảm đó. Dạ. Cái lớp này là mới, nhưng mà thưa chị đã vào trung tâm Westview này lâu chưa? Dạ, tôi mới được vào trong Westview thôi. Dạ. Dạ, tôi mong rằng khi mà chị đã gia nhập vào những thành viên của Westview, chắc thể nào chị cũng giống như là những thành viên khác. Chúng tôi đã nhiều lần phỏng vấn các anh như chị, các anh các chị nói là có một cái thứ tình cảm quyến luyến với những người ở đây. Nghĩa là có những người làm mười mấy năm rồi cũng không muốn xa rời nữa. Dạ, xin cảm ơn chị rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, cảm ơn quý đài. Dạ. Kính thưa quý vị, đã nói tới lớp thủ công thì chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một thành viên của trong lớp thủ công, đó là Thanh Vũ. Thanh Vũ, cho quý khán giả biết là Thanh Vũ tới trung tâm Westview lâu chưa? Dạ, mới có 3 năm mà chú. Mới 3 năm. Dạ. 3 năm thì Thanh Vũ khi mà làm những cái công việc mà thủ công đó, do cô giáo hướng dẫn đó, thì Thanh Vũ thấy nó có khó khăn hay không? Dạ, cũng bắt đầu hơi khó, thì từ từ cũng quen. Dạ. Dạ. Mà làm thủ công thì Thanh Vũ thích làm cái hình gì nhất? Dán chiếc cờ hay là đủ thứ, làm cắt này nọ. Dạ. Phụ với cô giáo. Dạ. Thanh Vũ trong thời gian mà học thì Thanh Vũ làm được cái gì rồi? Cũng có đăng sinh gần này nọ, cũng có học tiếng Anh này nọ. Dạ. À, dạ. Rồi trong hình này Thanh Vũ ở đâu? Ồ, đó hả? Dạ. Đang làm cái gì? Dở tấm này lên quay. Dạ. Dạ. Dạ, dạ, cảm ơn chú nhiều. Và chương trình được mở đầu với nhóm múa do cô Phùng và cô Vicky hướng dẫn.
Thank you.